Vâng, chào quý vị quay trở lại với chúng tôi ạ. Một trong những địa điểm nổi bật khi mà ghé thăm vườn quốc gia Chư Mông Rây chính là khu nhà lưới trồng lan này ạ. Đây chính là nơi lưu trữ và bảo tồn rất nhiều những cái loài giống lan rừng quý hiếm. Chị ơi, mình đang làm công việc gì đây chị? Dạ, em đang làm công việc là cấy ghép một số lan, loài lan lên các giá thể mới. Dạ, trồng và chăm sóc lan rừng thì không biết nó có khó khăn gì hơn so với những loài lan bình thường không ạ? Khi mà di thực về là ánh sáng ở ngoài tự nhiên là nó khác với môi trường ở nhân tạo. Nên sao là cây ghép lên các giá thể mới thì phải xử lý tất cả các giá thể là ngâm qua nước vôi. Sau đó mới cấy lên là giá thể mới. Trên những cái giá thể như thế này, những cái chôi mâm phải mất thời gian khoảng bao lâu mình mới có được hoa lan đẹp chị? Phải mất khoảng 1 năm hoặc 2 năm thì có những bông hoa rất là đẹp. Vâng, có thể thấy rằng chăm sóc lan rừng phải thực hiện một cách nhẹ nhàng, tỉ mỉ và rất công phu. Và kết quả là có được những vườn lan bung nở tuyệt đẹp như thế này ạ. Chị ơi, những cái loài lan này nó có giá trị ra sao chị? Dạ, những cái loài lan này thì có giá trị về thẩm mỹ và chúng tôi tiến hành để bảo tồn các cái nguồn gen quý. Thì đối với vườn quốc gia Chư Mông Rây thì trong các loài lan thì giả hạc là một trong những cái loài mà có nguy cơ bị tuyệt chủng. Thì hiện nay thì người dân đi thu hái rất là nhiều. Mình sẽ đưa về trở lại với tự nhiên như thế nào chị? Hiện nay thì trung tâm cũng đã thử nghiệm cấy ghép trên một số các cây tự nhiên ở trước khu vực của trung tâm. Đến thời điểm này thì trung tâm cũng đã gây dựng được hơn 2.000 giò lan rừng tự nhiên với trên 150 loài, trong đó có nhiều loài lan đặc hữu quý của Việt Nam. Những vườn lan rừng quý hiếm như thế này cũng chỉ là một trong rất nhiều những địa điểm hấp dẫn. Và trong thời gian tới, với sự đẩy mạnh phát triển về du lịch, thì quý vị hoàn toàn có cơ hội để có thể đặt chân và có những khám phá thú vị tại đây ạ.